Rồi lúc đó có lén lén nắm tay không không? Thì chắc cũng có. Vậy giờ nó chưa yêu nhau nó hôn trước rồi đó bà. Cãi nó, cãi nó. Tất bật mưu sinh rồi ai cũng mệt hết trơn á. Rồi mình cãi nhau vì cơm áo gạo tiền đó. Không phải, không phải. Làm công nhân mà nuôi 7 người con. Gạo á, ngâm rồi xay bột cà rốt với củ dền á. Hơi khô cũng xay ra, nấu nước cháo, pha nước bột cho ăn. Quyền Linh xin trân trọng chào đón quý vị và các bạn đến với Tình Trăm Năm. Thưa quý vị, Tình Trăm Năm chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện của những cặp vợ chồng đã cùng nắm tay nhau đi suốt một chặng đường dài, mặc dù có giông bão. Và người dẫn chương trình cùng với Quyền Linh ngày hôm nay đó chính là diễn viên Ngọc Lan. Ngọc Lan xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang xem chương trình. Trước khi đến với chương trình thì Ngọc Lan cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng chăm sóc sức khỏe Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đã đồng hành cùng chương trình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với một cặp đôi, có thể nói là họ đã vượt qua cũng rất là nhiều cái sóng gió cuộc đời. Và tổng cộng lại tuổi của hai người là 149 nha quý vị. Ông là 76, bà 73. Đó là ông Đặng Văn Để và bà Trần Di Lệ. Xin chào ông bà. Ông bà như vậy là tính ra mình đã kết hôn từ năm bao nhiêu tuổi ạ? Năm 1971. Năm nay là 49 năm. 49 năm rồi. À. Ông có nhớ là ông gặp bà trong một hoàn cảnh thế nào không? Còn nhớ là cái thời gian đó là nước mình còn chiến tranh á. Lúc đó thì tôi ở Phú Nhuận. Ông bà thì ở Bình Thới. Bà này lấy em gái của tôi cùng nghề thợ thêu tay. Thêu tay dạ, tay dạ. Dạ. Cho nên quen biết. Nhưng mà có ấn tượng gì không? Cũng thấy là xinh xinh. Ôi cái cô này xinh xinh dễ thương nè. Thành ra để ý vậy thôi. Nhưng mà chưa có đi đến tới đâu hết. Dạ. Lúc đó bà gặp chàng trai này đầu tiên bà có cảm mến gì không? Hồi xưa thì biết là anh của bạn mình. Dạ. Đi hoài hả? Rồi bao lâu ông mới để ý và ngỏ lời đó? Dạ cũng phải khoảng 4-5 năm. 4-5 năm. Wow. Trong lúc mà về thăm nhà lần đó thì ông bố đó có nói là cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Thì phải lấy vợ lập gia đình đi. Dạ. Trong lúc đó thì tôi chợt nghĩ tới bà. À lúc đó mới chợt nghĩ hả? Chợt nghĩ thôi, chắc có lẽ cô ấy cũng để ý. À, nhưng mà lúc đó là ông cũng chưa có một để ý một bóng hồng nào hả? Không. Rồi 27 tuổi mà chưa để ý bóng hồng nào chứ đó. Xong rồi chợt nhớ, coi như mối tình chợt nhớ có một người nào đó từng đến thăm mình á. Sau thời gian á thì khoảng năm 71 á. À. Thì có đến nhà cô ấy để mà cũng như đề cập tới vấn đề mà cưới sinh á. Bà mẹ cũng bằng lòng. À, thì cô ấy cũng đồng ý. Bà ơi, nhưng mà tới thời điểm đó thì điều gì ở ông khiến cho bà đồng ý cái cuộc hôn nhân này? Lúc đó thì nói đúng ra thì mẹ tôi nói quen với nhau lâu rồi. Dạ. Thì mình phải ưng đi. Con ở nhiều quá không nên. Mẹ nói như vậy á. Mẹ nói con phải đàng hoàng, bằng không là người ta cười mình lắm. Lúc đó là bà bao nhiêu nha? 24 tuổi. Lúc đó đó là bà có để ý gì anh chàng trai này chưa? Dạ tôi nói quen hiểu trong bụng, nhưng mà cờ mẹ nói phải đàng hoàng thì mẹ ưng, con đừng có lung tung ben hỏng nên. Mẹ nói vậy. Sau cái bữa đó thì mình có hẹn bà đi chơi đâu hay không? Thì sau đó thì có xin phép bà má, bà mẹ đó. Dạ. Dắt đi coi phim. À. Coi cine đó. Cine ở rạp Eden đường Nguyễn Huệ á. À. À. Nhớ coi phim gì không?
Phim này không nhớ. Phim tình cảm hay là phim... Phim tình cảm á. Mà từ bữa đó chắc đâu có phim đâu. Là lúc đó có lén lén nắm tay không không? Thì chắc cũng có. Cũng có. Có không cô? Cũng có. Nhau hãy được thì ưng nha. Nói chuyện hãy được thì ưng nha. Có chuyện. Nắm tay luôn. Thì ông nói chuyện là hãy được thì ưng hả? Dạ, được thì ưng. Rồi bà nói sao? Dạ, tôi nói được thì ấy thì cha mẹ mừng với nhau. Cách nắm tay đầu tiên của ông dành cho bà, cái cảm xúc của bà lúc đó như thế nào? Thì cũng hơi rung rung chứ. Rung dữ lắm hả bà? Con thấy bà kể lại mà bà vẫn còn có một cái chút xíu gì đó gọi là mắc cỡ luôn á. Cái ngày mà đám cưới thì thật sự là lúc đó chưa có yêu nhau đúng không? Dạ. Chưa. Thật sự là chưa, chị biết rồi. Qua sự giới thiệu rồi. Đúng rồi. Cưới nhau rồi thì bao giờ mình mới cảm giác là mình yêu nhau? Thì cái lúc mà đi hưởng tầng trăng mật là lúc đó là yêu nhau chưa? Lúc đó thì mới bắt đầu. Đó. Bắt đầu thôi. À, sau cái rồi. Tuần trăng mật thì đúng mới rồi. Là đúng cảm rồi. Xúc mạnh. Ông có nhớ là cái nụ hôn đầu tiên đó là ông đặt trước đám cưới hay là sau đám cưới không? Sau đám cưới xong rồi mới với nhau mới được. Bằng không là không nên. Không nên, dạ. Người ta cười vô mặt mình. Người ta cười vô mặt mình. Vậy giờ nó chưa yêu nhau, nó hôn trước rồi đó bà. Cãi nó, cãi nó. Bà hôm trước là có sức khỏe rất là tốt. Nhưng mà sau khi một tai nạn đó thì bà hơi yếu. Bữa nay bà khỏe lại hết chưa? Ông bà ơi, con đang rất là tò mò về cái câu chuyện tình của ông bà. Đó là sau khi mà mình cưới nhau, mình có một cái giai đoạn nào mình phải chia cắt nhau không? Khoảng thời gian đó thì tôi ở đơn vị mà. Dạ. Bà ở nhà thì buôn bán ở chợ Bến Thành á. Lúc đó được mấy cháu rồi? Lúc đó thì mới có hai cháu thôi. Sau 7 năm thì giải phóng thì tôi mới được trở về gia đình. Tức là một mình bà phải lo cho hai đứa nhỏ. Ở trong gia đình có cô Năm với ba chồng lo các con mình để cho đó là có người phụ. Cô Năm đó là em ruột của tôi. À. Không có gia đình. À. Rồi cái tôi bên người tôi đi ngoài chợ bán ở chợ Bến Thành á, mà bưng nghèo mà bưng. À, bà bán gì ở đó? Hộp vịt, hộp gà, gì đủ thứ hết trơn, nhỏ bưng nè. À, bán ở chợ Bến Thành đó hả? Là bán ngoài đường hay là trong chợ? Trong chợ, nhưng mà nhà người ta họ ấy mình ngồi sau lưng. Nghĩa là bưng cái mẹt á rồi để gà hộp vịt hay hành tỏi gì đó, rồi ngồi ké cái sạch của anh ta. Rồi cái đường đi cái sạch người ta. Nuôi hai đứa con. Sau ngày giải phóng thì tôi mới về ở chung với gia đình được. Dạ, thêm bốn người con nữa. Năm đứa nữa chứ. Ủa năm chứ? Năm đứa nữa. Cô Năm mà phụ với bà giữ các con á, là có phải là cái người bạn gái của bà ngày xưa không? Ờ đúng rồi. Dạ. Em ông này nè, ông này dạ. Thứ tư, bà thứ năm đó. Dạ. Bà tốt lắm, bà lo mọi thứ. Bà dê cao như bà mà mập lắm, đẹp lắm. Bây giờ còn hồi xưa bà ôm. Dạ. Đây là bạn mà, thật ra cũng hiểu nhau, là dạ. Chơi với nhau, hiểu nhau mà. Nói chứ mà một mình nuôi hai người con cũng khó khăn lắm á. Nói thì ở dạ. Nhà cô Năm với ba, dạ. Với ba chồng á. Dạ. Thời gian giải phóng thì ai cũng khó khăn hết á. Dạ, khó khăn lắm luôn á. Tôi có xin được vào làm công nhân nhà nước. Dạ. Trời ơi, làm công nhân mà nuôi 7 người con. Nhà nghèo chỉ có gạo á, ngâm rồi xay bột, xong rồi còn cà rốt với củ dền á. Hơi khô cũng xay ra, nấu nước cháo, pha nước bột cho ăn. Được cái cô Năm lo với bà chồng. Chăm sóc mấy đứa nhỏ. Với bà chồng lo. Bà này mất đi bán rồi đâu có chăm sóc nữa. Chỉ có tối về chăm sóc mấy. Mấy giờ thì bà đi lên chợ Bến Thành bán? 5 giờ hơn là tôi đi ra ngoài đó. Bà lấy trứng ở đâu? Ở đó gần đó mua, người ta nhiều quá mình mua họ mình qua. Mua lại. Dạ xong mình đem ra chợ mình bán lấy lời. Gần đó. Vậy là ngày nào bà cũng bán hết á, bà không có nghỉ một ngày nào hết hả? Dạ. Chỉ nghỉ có ngày mùng 1. Có mùng 1. Một năm trời bán ròng rã vậy chứ mùng bán. Mùng 1 Tết đó hả? Mùng 1 Tết á.
Rồi mùng 2 Tết cũng bán luôn. Dạ dạ dạ. Phải khai trương bán. Người phụ nữ suốt cuộc đời chỉ có bán trứng để nuôi con thôi. Các cụ á là đã trải qua rồi, cho nên khi mà bây giờ các cụ kể lại cái câu chuyện của mình á, thì các cụ lại kể lại với một cái sự, một cái niềm gọi là hạnh phúc vì mình đã cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Con thấy cuộc đời của bà gần như là không có một cái mưu cầu gì ngoài cái mưu cầu là lo cho con hết em. Dạ. Ông ơi, vậy thì cái biến cố mà năm 2004 đó, bà bị tai nạn là như thế nào không? Khoảng tháng 4 thì bà này với có một người bà bạn á, lúc đó thì đã nghỉ bán rồi. Dạ. Rồi mới rủ nhau đi đến tỉnh xá Phú Lâm. Dạ. Để mà thọ bác á, khi thọ bác xong á thì mới đi ra ngoài đường Hùng Vương á để mà tính là đón xe buýt đi về. Dạ. Thì trong lúc ra cái con lương giữa đường á, để đứng lại để chờ đi qua bên kia đón xe buýt. Dạ. Thì trong lúc đứng lại đó thì có một cô đó chở hai đứa con trên một chiếc Honda từ ở trong mới chạy băng quang qua đó, mới đụng vô cái chân của bà, rồi bà mới té xuống, đập đầu thì xuống đất. Người ta mới thấy vậy, người ta mới chở vô trung tâm y tế quận 6 cấp cứu. Thì ở đó ta chỉ sơ cứu thôi, rồi người ta mới chở thẳng lên bệnh viện Chợ Rẫy. Thì trong khi ở bệnh viện Chợ Rẫy thì ở nhà nó từ sáng đi thọ bác mà cho tới lúc 6-7 giờ tối rồi mà không thấy về. Lúc sau á thì có một ông đi xe ôm á đi qua bên chùa Giác Thông báo tin là có cái bà đó tên vậy á bị tai nạn giao thông, hiện nay đang ở bệnh viện Chợ Rẫy. Thầy chùa mới bị quen á, mới dắt qua nhà báo như vậy á. Lúc đó tôi với các con mới đi xe vô trong Chợ Rẫy thì thấy bà nằm trong cấp cứu Chợ Rẫy, chấn thương sọ não. Yeah. Mổ gấp rồi mới đem cái mảnh sọ đó đem đi nuôi. Yeah. Oh. Rồi 3 tháng sau thì mới trở lại Chợ Rẫy đó, mới mổ ra rồi lắp cái miếng sọ đó vô. Yeah. Yeah. Cái hõm này nè, mà không biết tại sao mà đã lắp cái cũ vô rồi mà nó lại từ từ nó hõm vậy. Dạ. Nhưng mà trời Phật thương nay bà cũng khỏe. Dạ, nói chung là cũng ổn định và sức khỏe hết là mừng rồi. Nhưng bây giờ sức khỏe bà ổn định hết à? Dạ. Hiểu hết trơn nhưng mà không nói được, nhưng mà mấy cậu nói gì tôi hiểu hết trơn. Trong cái cuộc đời mà mấy chục năm ở với nhau đó, có bao giờ cãi nhau lớn gì không? Chị cũng có lúc cãi, nhưng mà cãi có cô Năm nữa. Chị cô Năm nói đừng có cãi, không nên, người ta cười á. Rồi cái ổng im lặng, ổng đâu có la. Tôi la. Dạ. Ổng ấy, cái cô Năm nói im lặng, người ta cười mình. Nhiều khi đóng cửa lại khóa lại cãi trong phòng. Không có đâu, không như vậy. Không hoài không à. Dạ. Chị cái gì, thí dụ cái gì á, tôi giận lắm là cả ông im lặng, cô Năm ấy. Tức là mỗi lần mà bà lớn tiếng là ông im. Ừ. Vợ chồng mà nhiều con đó, mình phải tất bật mưu sinh rồi ai cũng mệt hết trơn á. Và đôi khi nó căng thẳng đó, rồi mình cãi nhau vì cơm áo gạo tiền đó. Không phải. Cái chuyện là không có, ngộ ấy. Không có cái chuyện đó. Tôi nhả xuống đất thì ba đứa đi làm rồi, còn bốn đứa đang đi học. Thì chị em nó lo với nhau. Thời gian ngã xuống đất thì năm 2004 thì mấy đứa cũng lớn rồi. Dạ. Cái hạnh phúc nhất mà cha mẹ thấy con cái yêu thương nhau. Đúng rồi. Chăm sóc và lo đó cho đó, nhau chị đó. Em đó đó, đúng rồi. Theo ông thì để giữ một mối tình nó trọn vẹn một cái thời gian quá dài như thế thì chúng ta những người đàn ông cần phải làm điều gì không? Mình là người đàn ông mình phải lo quán xuyến gia đình, mình chăm sóc con cái cho nó thành người vậy đó. Dạ. Ngày xưa đó bà, có bao giờ ông bà nắm tay đi trên một con đường nào đó chưa? Không có. Có bao giờ ông chở bà, hai ông bà ôm nhau chạy trên những cung đường thì lãng mạn của thành phố đó? Lúc mà bà còn đi bán ở chợ Bến Thành đó. Dạ. Thì gần Tết á thì thường thường người ta hay cho đồ lễ ghim á. Dạ. Cải rồi bắp cải hay gì, trái xô cái gì á. Thì lúc đó tôi có cái chiếc xe đạp. Xe đạp thì bà gom vô một cái cần xé vậy đó, rồi tôi chở lên chùa. Tôi đạp, bà ngồi đằng sau bằng một đứa con, rồi đằng trước một đứa nữa, thì đi giếng cạnh chùa vậy thôi. Rồi xong đó rồi chở về đạp. Dạ. Lại mà có khi cái đứa ngồi đằng trước á, nó ngủ gục á, một tay cầm ghi đông là một tay phải vịn á. Không, đó là những điều lãng mạn đó chú.
đó là những cái giá trị về thời gian. Đó là cái hạnh chưa phúc. Chưa vậy là quá tốt rồi. Đó là hạnh phúc của những ông bà ngày xưa. Bây giờ thì con xin mời ông bà sẽ xem qua đoạn clip để xem góc nhìn của con cái đến với mình như thế nào. Dạ. Dạ, xin mời ông bà. Xin mời ông bà quay hình cho bố cả chân dài nha. Nhìn vô camera. 1, 2, 3, action. Bố mẹ ơi. Ba mẹ. Đây là gia đình nhỏ của con. Có gia đình nhỏ này, con mới hiểu thấu được cái câu có sinh con thì mới hiểu lòng cha mẹ. Bố mẹ và cô Năm đã vất vả chăm sóc và dạy dỗ cho 7 anh chị em của con. Giờ đây ai cũng đã khôn lớn. Cảm ơn trời mẹ này, con luôn khắc ghi trong lòng. Mẹ nhớ không? Cách đây mà cỡ 20 năm á, lúc mà con đi chiếc city mà chở mẹ đi công chuyện á, buổi chiều mưa ở rầm rầm á, chạy tới ngã sáu chỗ Lan Anh á, tự nhiên thấy cái xe nó nhẹ hiều à, quay lại cái hết hồn, không thấy mẹ đâu hết, cái quanh xe lại tới ngã sáu thấy mẹ đi bộ, mày chở mày thắng sao tao tụt xuống mà tao kêu mày không kịp. Lúc con nhỏ là không phải là ba mẹ chở con đi học mà ông bà luôn luôn lúc nào cũng chở con đi học và đón con về. Nguyện vọng của mẹ là được một lần đi thăm Đức Phật nên là chị đưa mẹ đi tới là 14 ngày lận. Chị cảm thấy là mẹ là một người rất là có nghị lực luôn đó. Đã 70 tuổi rồi, lúc đó là ngay ngày sinh nhật của mẹ luôn. Đi được mấy ngày, chân của mẹ khô, bị nứt. Nứt mà đến nỗi chảy máu luôn. Không biết là đến lúc mà mình như mẹ thì mình có được giống như mẹ không. Rất mong là bố mẹ sống vui vẻ, sống hoài với tụi con, luôn luôn tự hào về gia đình mình. Mình cũng rất tự hào khi là con của bố mẹ. Mẹ mình rất là giỏi, trí nhớ rất là tốt. Từ khi mẹ bị tai nạn thì nó mới là không được nhớ nhiều. Phát âm thì nó không có được chuẩn. Bố rất là tài giỏi, công việc gì bố cũng làm được. Mua được một căn nhà, mặc dù là căn nhà lá, nhưng mà gia đình rất là mừng. Bố là luôn luôn hiện diện trong những cái thời khắc quan trọng nhất của trà. Cả ông xã của trà ở bên nước ngoài, khi mà anh về nhà mình, anh cũng cảm nhận được cái tình yêu thương của gia đình mình dành cho nhau. Và anh nói là em làm sao em cố gắng là làm cho gia đình anh nó cũng luôn luôn là vui như gia đình của em vậy đó. Thì mình cũng mong là sau này mình với ông xã của mình cũng có được một cái tình cảm tốt đẹp như là bố mẹ dành cho nhau vậy đó. Làm cùng nhau nhiều việc, cùng đi chùa, cùng chở nhau đi chợ. Và hai bà rất là thông thả, thảnh thơi. Nhớ hoài những lúc mà con đã không phải với bố, có lên tiếng với bố. Có lúc con cũng hơi ngủ ngược, mà bố mẹ lúc nào cũng thương yêu con, tha thứ cho con. Bản thân là con út nên được yêu thương nhiều, nó cũng tạo ra sự nuông chiều. Và mình từ nhỏ mình lại cảm thấy mình rất là đối nghịch với bố, thường có những cái cuộc cãi vã mà bản thân mình sau những lúc đó mình thấy mình cũng rất là sai, nhưng mà cái sự ngỗ nghịch mình chưa có cơ hội xin lỗi bố. Thực ra con biết mình sai rất nhiều và con rất thương yêu bố mẹ nên con sẽ cố gắng. Con xin lỗi. Ông bà là người đưa đón con, chăm sóc từng bữa ăn cho con. Mà có nhiều lúc con bướng bỉnh, con không nghe, con nghe lời ông bà. Ông bà không có tiền gì đâu mà, nhưng con biết là ông bà rất là thất vọng, rất là buồn vì con. Con muốn xin lỗi ông bà, con chỉ biết là ông bà sống bên nhau với tụi con, với cả gia đình mãi mãi.
anh chị thì cũng không có gì để mà chia sẻ hết, nhưng mà nói là thấy anh chị cực quá, cực để mà lo cho đàn con á. Mà giờ đứa nào nó cũng thành đạt hết thì là như vậy là cô rất vui rồi, mà anh chị cô cũng rất vui rồi. Ông vừa xem đoạn clip xong thì ông cảm nhận thế nào? Rất là cảm động và cảm xúc. Cô Năm là tốt nhất á. Dạ. Tôi là được cô Năm thương nhất. Bởi vì là khi mà sanh những đứa con ở nhà sau một tháng, thì trong một tháng đó cô Năm phải đi bán thế. Rồi sau một tháng cô Năm trở về thì bà này tiếp tục ra bán. Con thấy là trong gia đình của ông bà không phải chỉ có sự hy sinh của một người vợ, mà nó còn có cái sự hy sinh của một người em nữa. Đúng, người rồi. Em gái của mình hy sinh cả một cuộc đời để lo cho hạnh phúc của anh và lo cho các cháu. Thì con thấy đây là một điều rất là trân quý. Linh là người ngoài thôi, nhưng Linh cảm giác tự nhiên mình cảm giác mình thương cô Năm cũng như người nhà của mình. Con như vậy cũng có cảm giác đó, con thấy nó thân thương lắm luôn á. Cô Năm đã hy sinh cả cái tuổi thanh xuân của mình để cho người anh, gia đình của người anh được hạnh phúc. Bảy người con đó, tôi nghĩ rằng là ngoài cái tình yêu thương bố mẹ, còn cái điều thiêng liêng nhất là yêu thương cô Năm. Hôm nay thì ông có một lá thư gửi cho bà. Con xin phép đọc nha. Gửi vợ yêu quý, bên nhau cũng đã 50 năm rồi, nhưng không có mấy khi tôi nói cho bà nghe những cái lời yêu thương ngọt ngào. Bà biết không, trong lòng tôi lúc nào bà cũng là người vợ tuyệt vời nhất. Bà còn nhớ đó, hồi bà đi sinh đứa con thứ 6 không? Hồi đó đó, bà chuyển dạ phải một thân một mình vào bệnh viện sinh con. Ngày xưa không có điện thoại, đi lại cũng rất là khó khăn. Cho nên đến chiều tối tôi đi làm về mới hay tin. Tôi vội vàng đạp xe đạp đi tìm bà. Tôi đến bệnh viện á, nơi bà đã sanh 5 đứa con trước mà không thấy. Tôi bắt đầu lo lắng và chạy tiếp 2-3 nhà bảo sanh nữa mà tôi cũng không thấy mặt bà. Tôi không tìm thấy, tôi thực sự hoang mang, tìm suốt một buổi tối, gặp được bà cùng đứa con gái nhỏ đó, tôi mừng rớt nước mắt luôn. Hỏi ra mới biết á, bà đã đi bộ 3-4 cái nhà bảo sanh mà người ta không có nhận, vì người ta sợ khi biết mình sinh nhiều rồi còn cái chân bị sưng nữa, đến nhà bảo sanh tư nhân và cuối cùng phải khai dối là đứa thứ 3 thì họ mới chịu nhận. Tôi nghe như vậy mà trong lòng xót xa lắm. Cho tới bây giờ tôi nghĩ nếu có thể quay lại thời gian đó, tôi có thể đưa bà đi sinh như những đứa trước, để bà đỡ nhọc nhằn đi bộ tìm nhà bảo sanh như vậy. Hơn nữa trong cuộc đời ở bên nhau, chúng ta đã quá vất vả nhưng không bao giờ thiếu cái niềm vui và tiếng cười nhờ sự lạc quan, giỏi giang và kiên trì của bà. Tôi thật sự thương yêu và nể phục bà lắm. Giờ đây chúng ta đã được an nhàn, viên mãn, đã bước cùng nhau 50 năm. Tôi vẫn mong có thể cùng bà bước đi thật nhiều năm về sau nữa. Tôi thương bà rất nhiều. Ông ơi, về đúng rồi, ổng đi kiếm. Mà tôi đâu có giết gì, đâu có gì kêu nhà đâu, không biết. Tới chừng ổng tới, mừng quá. Thật sự là cô Linh đọc cái lá thư này, không nghĩ cái cảnh mà bà lại đi bộ nhiều nhà bảo sanh như vậy, và ông đạp xe đi tìm bà từng trong cái nhà bảo sanh như thế. Trời ơi. Sau đó mới gặp ở cái nhà thân tư ở đằng chỗ Tân Định đó, ở thành. Cái đoạn này thật sự mà nghe đứt ruột không ạ. Ngày xưa không có điện thoại, đi lại cũng khó khăn, nên đến chiều tối tôi đi về làm về mới hay tin. Tôi vội vàng đạp xe đạp đi tìm bà.
Tôi tìm bệnh viện này hết bệnh viện khác, nơi bà đã sanh 5 đứa con trước cũng không có thấy. Tôi bắt đầu lo lắng và chạy liên tiếp 2-3 nhà bảo sanh nữa để tìm bà mà không gặp. Tôi hoang mang tìm suốt cả buổi tối, gặp được bà cùng đứa con gái nhỏ, tôi mừng muốn rớt nước mắt. Nếu như một người đàn ông nào đó mà bà họ sinh đó, họ đi tìm như thế chắc là rất là đau lòng nha. Con đang hình dung ra cái hình ảnh của bà lúc mà bà phải đi đến mấy nhà bảo sanh thì mới có thể sanh được. Tại vì con sanh em bé rồi cho nên là con cũng hiểu được một phần nào cái lúc mà mình chuyển dạ, mình đau đớn đến như thế nào. Mà nói chung là không có chồng bên cạnh. Đúng rồi, bà là một người phụ nữ quá nghị lực, bà như một chiến binh vậy đó. Cảm ơn bà một lá thư rất là tuyệt vời. Con xin lắm phép gửi lá thư để làm kỷ niệm. Một lá thư rất là hay, và những cái hình ảnh nó gần như hiện lên trong đầu của Quyền Linh vậy. Thật sự mà nói thì khi đọc những cái dòng chữ đó, nó ngẹn ngào và cảm giác trái tim mình nó khắc khoải làm sao đó. Qua câu chuyện hôm nay thì ông cũng muốn nhắn nhủ với thế hệ trẻ như thế nào không? Con người thì lúc nào mình cũng phải sống sao cho nó có đạo đức. Dạ. Mình là con cái thì lúc nào mình cũng phải tôn trọng cha mẹ. Dạ. Yêu thương cha mẹ. Còn bà muốn nhắn nhủ với thế hệ trẻ không? Cũng vậy thôi. Con cháu? Con đàng hoàng hết trơn, học hành đàng hoàng hết trơn. Bây giờ mọi thứ ngoài đường cũng vậy, người nào cũng tốt hết trơn. Cứ phải đại Phật thương, người nào cũng đàng hoàng hết trơn. Cứ tội nghiệp người ta. Yeah. Hồi nãy con có nghe một cái câu của bà rất là hay, và có lẽ là con xin nhờ cái câu đó là con kết lại cái số ngày hôm nay của mình. Đó là bà nói là cái tâm nó tốt thì mọi chuyện nó sẽ tốt. Đúng rồi. Đó. Đúng thì rồi. Con thấy cái câu này nó rất là ý nghĩa, và con nghĩ là nó sẽ rất là ý nghĩa với tất cả mọi người đang xem chương trình. Con cảm ơn ông bà rất là nhiều. Chúc ông bà mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an mãi mãi luôn. Ai cũng tốt hết trơn. Dạ. Tình trăm năm mãi mãi bền vững ha. Dạ. Con xin được thay mặt cho chương trình tặng cho ông bà một món quà chăm sóc sức khỏe. Sản phẩm Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường, chúc cho ông bà thật càng ngày càng nhiều sức khỏe và lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ. Hôm nay tôi cũng đến đây để làm chương trình thì cũng xin cảm ơn chương trình với chủ Quyền Linh với cô Ngọc Lan. Dạ. Một lần nữa thì cảm ơn ông bà rất nhiều. Chúc cho tình trăm năm chúng ta mãi mãi bền vững. Chúc tình trăm năm chúng ta mãi mãi hạnh phúc, bình an. Và gửi lời thăm cô Năm. Dạ, tuyệt vời. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi câu chuyện ngày hôm nay của ông bà. Có thể nói một câu chuyện đáng phải suy ngẫm. Và từ đó chúng ta rút được ra nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học trong cuộc sống để làm sao có một mối tình trăm năm, làm sao để yêu thương nhau mãi mãi. Ngọc Lan cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tôi đã trở lại để tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ bỏ cuộc. 13 năm truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tôi sẽ không dừng lại.